Sundar Pichai, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1972, hiện đang là CEO của Google. Ông sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Sundar Pichai với những con số. Ông có thể ghi nhớ tất cả số điện thoại đã từng gọi. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông theo học tại Viện Khoa học Công nghệ tại Ấn Độ. Thành tích xuất sắc trong thời gian học tập tại đây đã giúp ông giành được học bổng của Đại học Stanford. Sau khi lấy bằng thạc sĩ khoa học của Đại học Stanford, ông Pichai tiếp tục đăng ký khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Wharton thuộc hệ thống Đại học Pennsylvania. Trước khi về đầu quân cho Google, Pichai đã từng thực tập tại tập đoàn tư vấn tài chính McKinsey & Co. Pichai đã gia nhập Google vào năm 2004, nơi ông đứng đầu về quản lý sản phẩm và nỗ lực đổi mới cho bộ sản phẩm của Google, bao gồm Google Chrome và Chrome OS, cũng như đảm nhận trách nhiệm lớn lao về Google Drive. Ông quản lý sự phát triển của nhiều ứng dụng như Gmail và Google Maps. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Pichai thêm Android vào danh sách sản phẩm Google mà ông quản lý. Ông đảm nhận chức vụ CEO Google vào ngày 10 tháng 8 năm 2015. Sundar Pichai được coi là góp công lớn giúp Google đạt được thỏa thuận thâu tóm công ty sản xuất thiết bị nhà thông minh Nest vào năm 2014. Tháng 12 năm 2019, Sundar Pichai trở thành CEO của Alphabet khi Larry Page và Sergey Brin tuyên bố từ chức tại tập đoàn này.